Mày xa, mày xa. Quen hả? Quen không? Đâu, xin chào. Chào bác sư. Chào ông. Ông gì? Chào bác sư. Chào, ví dụ. Chào bác. Ông chủ, hai bụng bự quá. Ông chủ, quản lý cho ông chủ. À, chị ba. Vậy. Dạ, mình vô nhà hết, vô nhà để đồ đang nhà. Dạ. Để đồ bên đây nhà. À, vô nhà đổ dân nhà đi rồi mình chơi ra ngoài kia. Ờ, chạm bên. Chạm bên đi. Chán hồi nào vậy? Không rồi. Đó, chỗ. Ủa, làm cái nhà này không biết kiếm chỗ đâu không trời. Làm lâu rồi. Dạ, chào chị. Chị còn ai không? À, mình đưa cái đầu vô đây, đưa đến quanh kia, chút nữa ra mình chạy ra luôn, chạy vô đây à, mình đưa đến qua bên nhà bên đây. Tiểu Liên cũng cảnh rất là hữu tình. Có lý hơn đi Dũng. Em tao phải trả tiền rồi, em trả tiền. Hả? Tôi cho vài chút tôi lấy đó. Tôi lấy gấp đôi đó. Lợi dụng tôi chém luôn á. Không nói thôi, nói là lấy. À, không nói rồi nói là tôi chặt đẹp luôn á. Rồi lại quay lại đó. Lấy tiền trước. Bữa nay như là mình làm. Vậy. Này con có thằng ấy nè hả? Nãy nó kêu ông, tôi hỏi kêu ông gì nó không biết. Kêu ông gì nó không biết. Ồ, thân thiện quá ha. Đó, na có nằm võng rồi, lên võng nào ha. Đấy, còn cái chục cái võng nữa, ra treo đường vòng vòng, ai thích nằm võng nằm. Võng luôn hả? Dạ, cà phê võng luôn. Mỗi cái... Võng thì nhiêu, phòng thì nhiêu, bệnh. Hả? Giờ thì xong rồi tính, xong xuôi rồi tính. Giờ không có nói trước. À. Không có cà phê bên kia, cà phê tự phục vụ. Dạ dạ. Bên kia tự phục vụ. Hình như cái ao này cũng rộng hơn luôn. Ao rộng hơn trước nhiều. Tôi nhớ cái ao. Nếu làm nó cũng có mười mấy năm rồi. Ao này có mười mấy năm rồi. Vậy là tôi ghé. Ao này có lâu lắm rồi. Dạ. Ờ lâu lắm rồi. Nhớ nhưng mà hình như rộng hơn. Hồi đầu tiên á, nó có chút xíu à. Rồi đó, đây rồi, chỗ đó được rồi đó. Ok, rồi nửa cái lấy cái đầu ra luôn. Ờ, nửa cái qua lên xe cái chạy lên luôn. Nãy tới cua này, tôi kêu quẹo ra đi. Kêu cái chị tiếp gì kêu tôi chưa tới. đi lâu xuống cái xưởng bị ai nói chưa tới, ai nói chưa tới. Ờ, làm xuống chứ quay đầu lại hả? Chắc là mất thời để hôm 10 phút tới đợi hoài mà đường nhỏ nữa. Ờ. Kiếm chỗ tới đầu lên lại có xuống cuối đường chứ mới quay được. Xuống cuối đường cái xưởng vậy, cái xưởng bao bì xuống bao bì á, cái giữa phế liệu. Giữ cái liệu rồi, đúng rồi, giữ cái liệu rồi. Đúng không? Chôm nè. Ủa nè, chôm chôm có tính tiền. Nhà vườn phải hỏi. Cái này là ba chỗ. Anh Tân. Dạ, dạ. Chôm là trong thực đơn bao chậu gói, đúng không? Sư, dạ, 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 mẹ chưa chưa có. Bây giờ nghĩ ra chút mà mình phải qua một chút. Dạ được không chứ? Xuống mà xuống một chứ.
Nó nhờ đi Vĩnh Long nhiều lần cho nên biết cầu khỉ. Chụp hình hả? Được chứ. Sương đi đâu rồi? À, đi chợ rồi. Hay gì ta?